Á hậu Phương Nhi thu hút triệu view khi xuất hiện tại sự kiện, nhưng bất ngờ gặp sự cố ngoài ý muốn. Vào chiều 12 tháng 9, lễ công bố và trao xác cho đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Intercontinental Hoa hậu Liên lục địa 2023 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp Lê Nguyễn Ngọc Hằng sẽ tiếp nối Á hậu Bảo Ngọc chinh chiến cuộc thi này. Dàn sao nổi tiếng trong showbiz Việt lên độ tham gia buổi lễ gồm có những gương mặt quen thuộc Hoa hậu Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu Hồng Hạnh, Phương Nhi. Thần tiên tỷ tỷ Phương Nhi gây chú ý tại sự kiện với chiếc váy thiết kế quyến rũ, khoe vai trần và vòng eo gợi cảm. Khác hẳn với hình tượng nhẹ nhàng nữ tính trong thời gian đương nhiệm, người đẹp sinh năm 2002 hiện tại đã lột xác biến hóa đa dạng các phong cách khác nhau. Tại sự kiện, Á hậu Phương Nhi còn gặp phải sự cố bất ngờ về trang phục do phần phía trên của chiếc váy hở sâu và có vẻ hơi rộng đã khiến người đẹp sinh năm 2002 rơi vào tình huống khó xử. Nàng hậu liên tục phải chủ động che chắn, chỉnh lại trang phục. Tháng 8 năm 2022, Phương Nhi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Người đẹp được đánh giá cao tại cuộc thi nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp từ một cô gái có vẻ ngoài ngọt ngào trong sáng, mỹ nhân 10X ngày càng lột xác với phong cách gợi cảm và quyến rũ hơn trước. Cuối tháng 5, Phương Nhi được công bố trở thành đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu quốc tế diễn ra vào tháng 10 tại Nhật Bản. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.